trúng số độc đắc 200 tỷ đồng, người đàn ông khẳng định ủng hộ người nghèo là niềm vui lớn nhất, 30 năm sau cuộc đời dễ hướng không ngờ. Người đàn ông này đã trải qua nhiều thăng trầm từ khi trúng sổ số, số độc đắc. Lee Giai eun và vợ sống trong khu nhà ở xã hội tại Letter, anh trước khi trúng độc đắc với giải thưởng 6,5 triệu bảng, anh vào năm 1995, tương đương 212 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Cặp đôi nhanh chóng dọn đi và chuyển đến biệt thự trị giá 1 triệu bảng, khoảng 30 tỷ đồng có hồ bơi, sân tennis và bể sục. Giai không tiếc chi tiền cho loạt xe siêu xe của Bentley, Ferrari, Porsche và BMW. Ngoài hai chiếc mô tô Ducati, ông còn mua một chiếc máy bay trị giá 125.000 bảng Anh, khoảng 4 tỷ đồng và một chiếc trực thăng trị giá 235.000 bảng Anh, tương đương 7,6 tỷ đồng. Các bạn có thể tin hoặc không nhưng tôi cũng đã quyên góp nhiều tiền cho những người nghèo, người vô gia cư. Đó có lẽ là niềm vui lớn nhất mà tôi từng có khi trở thành triệu phú, Giai ẩn nói. Số phận của Giai liên tục gặp biến cố sau khi trở thành triệu phú sổ số. số các mối quan hệ với bạn bè và gia đình của ông dần trở nên dạn nứt. Khi nghe tin có người âm mưu bắt cóc con mình, ông đã buộc phải thuê một cựu đặc nhiệm anh làm vệ sĩ. Sau đó, người quản gia của ông lấy trộm 40.000 bằng anh, khoảng 1,3 tỷ đồng còn chiếc phơ gia di trị giá 145.000 bằng anh, tương đương 4,7 tỷ đồng cũng bị đốt phá. Cuối cùng, Lee Jai ưn cùng vợ chia tay vào năm 2003 và giao bán biệt thự. Sau đó, ông gặp gỡ với người phụ nữ khác, chuyển đến quê hương của cô ở Trung Á để bắt đầu lại nhưng tới năm 2010, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Khoản tiền đầu tư 2 triệu bằng Anh, khoảng 60,3 tỷ đồng vào các doanh nghiệp mới của ông tại đây cũng thất bại. Giai ẩn trở về London không một xu dính túi. Ông trở thành một kẻ vô gia cư và chui vào túi ngủ hàng đêm trong suốt 5 năm. Sau thời gian khó khăn, nhiều người bắt gặp Giai ẩn đang vui vẻ với công việc thợ sơn tường. Ông nói thu nhập không cao nhưng đủ nuôi sống bản thân và trả tiền thuê nhà. Giai ẩn hiện đang sống ở Huy Cơ Nam, phía tây nam thủ đô London. Tôi đã trải qua tất cả. Bây giờ tôi chỉ đang tìm kiếm những điều bình thường nhất. Tôi nhận ra rằng bản thân phải phấn đấu để đạt được những gì mình muốn thay vì chờ đợi ai đó hay may mắn mang đến cho bạn, Giai ứng chia sẻ. Người đàn ông này vẫn chơi sổ số, số và thường tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu chiến thắng một lần nữa. Chia sẻ với phóng viên của Daily Mail, ông khẳng định rằng nếu trúng số lần nữa, ông sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ những người vô gia cư. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng giờ tôi không cần gì nữa. Nếu được quay lại thời gian, tôi sẽ mở một khách sạn cho người vô gia cư đó mới thực sự là những điều đáng giá dai ửn nói ông chia sẻ thêm mua máy bay trực thăng và những đồ xa xỉ là ước mơ từ khi còn bé của tôi khi có tiền tôi đã thực hiện điều đó nhưng thực tế tôi đã không hạnh phúc như mình tưởng người ta thường nghĩ có tiền rồi mọi lo lắng sẽ được giải quyết thực tế khi có tiền mọi rắc rối và lo lắng của bạn mới bắt đầu người đàn ông này từng thừa nhận chúng sổ số là một lời nguyền cụm từ lời nguyền sổ số chỉ những cái kết bi thảm cho vô số người chúng sổ số trên khắp thế giới trên thực tế, khoảng 70% những người đột nhiên, chúng số sẽ mất sạch số tiền đó, phá sản trong vòng 7 năm. Họ thậm chí còn gặp phải nhiều rắc rối về tài chính như phá sản, nợ nần do tiêu tiền quá nhanh, không biết cách quản lý tài chính. Các mối quan hệ gia đình, bạn bè dạn nứt vì số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Các chuyên gia tài chính khuyên những người trúng số không nên nghỉ việc hay có những thay đổi lớn trong cuộc sống khoảng một năm đầu tiên. Niềm vui có thể khiến bạn tiêu tiền nhanh và thiếu khôn ngoan, mở đầu cho nhiều hệ lụy khác không có sự giàu có nào là bền vững nhất là với những người giàu nhanh chỉ sau một đêm chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng những khoản tiền lớn sẽ tồn tại lâu dài nhưng trên thực tế có nhiều cám dỗ khiến bạn nhanh chóng phải rời xa số tiền đó nhà hoạch định tài chính cá nhân mỹ xe dồ gazet cho biết cá mập đình đám tỷ phú mark cuban khuyên người chúng giải hãy giữ phần lớn số tiền trong ngân hàng thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư có thể không thành công bạn không thể là một nhà đầu tư thông minh khi vừa thắng sổ số cuban chia sẻ bạn có thể giữ chúng trong ngân hàng và sống thoải mái suốt đời